Theo Công an thành phố Hà Nội, ngày 20 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22 tháng 1 tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16 tháng 2 tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Hào, sinh năm 2004, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để điều tra, làm rõ hành vi sát hại chị L. L, sinh năm 2003, quê Thanh Hóa, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ ban đầu thu thập được, cơ quan điều tra xác định. Ngày 22 tháng 1 năm 2024, sau khi trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hào đã đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó, đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1, Hào bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị L. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, Hào hẹn gặp chị L tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy, Hà Nội để xem phòng trọ. Tuy nhiên do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị L tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào đã được chị L dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy chị L đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị L chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy một xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị L làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, tổ 24 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện, bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi, trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự, công an thành phố giám định ADN của đối tượng Hào. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hiện, giám đốc công an thành phố chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan, nếu có, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo quy định, ngày 20 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân, Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22 tháng 1 tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân và vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16 tháng 2 tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, công an quận Thanh Xuân bắt giữ Hoàng Minh Hào, sinh năm 2004, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, Bắc Giang để điều tra, làm rõ hành vi sát hại chị L. T, sinh năm 2003, ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ ban đầu thu thập được, cơ quan điều tra xác định 22/1. Sau khi trộm cắp xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hào đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó, hắn thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội tìm nhà trọ và liên hệ được với chị L. T. T. L. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, mùng 7 Tết, Hào hẹn gặp chị L. Tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy để xem phòng trọ. Do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Hào tiếp tục hẹn gặp chị L. Tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào được chị L dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy chị L đi một mình nên hắn nảy sinh ý định cướp tài sản. Hào bóp cổ cô gái đến chết, sau đó giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Sau đó, hắn lấy xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị L làm phương tiện đi lại và thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, tổ 24 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12,
cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội giám định ADN của Hào. Đồng thời, cơ quan này chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan, nếu có, để xử lý nghiêm theo quy định. Liên quan vụ cô gái 21 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mất tích từ mùng 7 Tết và được phát hiện tử vong. Tối ngày 19 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L, là H, M, H, 20 tuổi, quê quán Bắc Giang. Sáng ngày 20 tháng 1, có mặt tại khu vực phát hiện thi thể của nạn nhân, theo quan sát của phóng viên, đây là một căn chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chung cư mini này có 6 tầng và 1 tum. Theo người dân sống tại đây, tòa nhà được hoàn thiện và đi vào hoạt động từ cuối năm 2023. Phía trong tầng 1 chỉ còn vài chiếc xe máy của khách thuê. Một người thuê trọ tại đây cho hay, từ tối qua nhiều người thuê phòng đã chuyển đi, chỉ còn lại vài người cố nán lại, chắc cũng sớm chuyển đi. Trong ngày hôm nay tôi sẽ chuyển đi thuê chỗ khác, người này nói. Vẫn chưa hết bàng hoàng, hoang mang, ông Trần Viết Hổ, 61 tuổi, sống gần căn chung cư mini, cho biết, khoảng 4 giờ chiều hôm qua, khi thấy lực lượng công an có mặt tại hiện trường, ông cùng mọi người mới biết là có án mạng. Lúc đấy có cả lực lượng công an quận Cầu Giấy, công an phường Yên Hòa tập trung để khám nghiệm hiện trường. Rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng để bàn tán, theo dõi vụ việc đến tận nửa đêm mới xong, ông Hổ nhớ lại. Ông Hổ cho biết thêm, sau khi phát hiện thi thể của cô gái trẻ xấu số, tối qua nhiều bạn trẻ thuê phòng tại chung cư mini này đã dọn hết đồ đạc và chuyển đi chỗ khác. Chị Nguyễn Thu Hằng, sống đối diện căn chung cư mini, cho biết nạn nhân là quản lý của căn chung cư này, có nhiệm vụ dẫn khách đến xem để thuê nhà và hàng tháng đến thu tiền nhà. Hôm mùng 7 Tết, nạn nhân có dẫn một thanh niên đến để xem phòng, nhưng sau đó không thấy nạn nhân ra nữa. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì phát hiện thi thể nạn nhân ở một căn phòng tầng 3 của căn nhà. Xe máy của nạn nhân vẫn dựng dưới tầng 1. Chị Lê Thị Hương, 37 tuổi, mợ của cô gái trẻ xấu số, chia sẻ, từ trước đến nay, cháu L là người ngoan, hiền, chăm chỉ, không ăn chơi, đua đòi. Cháu L làm quản lý chung cư, phòng trọ cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 3 đến 4 năm nay. Gia đình cháu L làm nông nghiệp, mẹ mất sớm nên đến năm lớp 11, cháu cũng xin nghỉ học, ra Hà Nội làm công việc này từ đó đến nay, chị Hương nói. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin của gia đình chị Lê Thị Thùy L, 21 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về việc gia đình không liên lạc được với chị L từ 15 giờ ngày 16 tháng 2, mùng 7 Tết. Đến khoảng 12 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 2, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L và phát hiện thi thể chị L tại một khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Linh ngoan ngoãn, hiền lành, rất thương bố và các em, bà Oanh, cô ruột của nạn nhân Lê Thị Thùy Linh, 21 tuổi, trú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, kể về cháu mình khi đang bộn bề lo hậu sự cho cô. Suốt từ hôm qua, ngày 19 tháng 2, ông Lê Xuân Sáu, bố của Linh, cùng hai em gái cô khóc nấc khi hay tin dữ. 4 năm qua, tăng tóc liên tục xảy đến khiến người đàn ông sinh năm 1983 thường xuyên đau ốm, tiểu tụy. Cô gái 21 tuổi vì thế trở thành lao động chính trong nhà. Bà Oanh kể cháu mình làm quản lý phòng trọ cho thuê. 4 năm trước, người mẹ ra đi khiến ba chị em gái chỉ còn biết trông chờ vào người bố thường xuyên đau ốm. Thương em, Linh xin nghỉ học, ra Hà Nội đi làm. Ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, Linh quyết định chưa có bạn trai mà chỉ tập trung vào làm quản lý nhà trọ. Công việc mang lại cho cô thu nhập cùng mong ước xây được căn nhà mới cho bố và hai em. Vậy mà nhà chưa xây được, gia đình cháu cũng mới vui vầy ăn Tết được mấy ngày thì xảy ra chuyện, bà Oanh đau xót. Nhớ lại khi xảy ra sự việc, bà kể khoảng 23 giờ ngày 17 tháng 2, tối mùng 8 âm lịch, gia đình Linh nhận được cuộc gọi từ Hà Nội. Phía đầu dây là người bạn trọ cùng phòng, nói không thể liên lạc với Linh trong hơn một ngày qua. Linh cảm bất an, gia đình Linh lên đường ngay trong đêm, vượt quãng đường 200 km từ Thường Xuân, Thanh Hóa,
Họ có mặt tại Hà Nội khoảng 4 giờ sáng ngày 18 tháng 2 và bắt đầu hành trình đi tìm cô bằng cách trình báo công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm về sự việc. Sau đó, người thân Linh đến các khu nhà trọ, chung cư do cô quản lý để tìm kiếm thông tin. Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng ghi nhận được hình ảnh của cô là khu vực nhà cho thuê trên phố Bùi Sương Trạch, quận Thanh Xuân. Camera ghi nhận lúc này là 18 giờ 35 phút ngày 16 tháng 2, Linh đi ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc. Khoảng thời gian 2 ngày ở Hà Nội là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với những người thân của Linh. Họ cố tìm mọi cách với hy vọng sớm có thông tin của cô. Vậy nhưng, chiều muộn ngày 19 tháng 2, tất cả như sụp đổ khi thi thể cô gái được tìm thấy ở khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Em gái và bố Linh như chết lặng, ngất lịm nhiều lần. Tang tóc cứ thế đến với gia đình cháu, bà Oanh nói và cho hay đến trưa ngày 20 tháng 2, thi thể cô gái xấu số đã được đưa về quê nhà để hoàn thành các thủ tục hậu sự. Liên quan đến vụ nạn nhân LTTL, sinh năm 2003, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mất liên lạc từ hôm mùng 7 Tết Giáp Thìn. Tối 19 tháng 2, Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã xác định và bắt giữ nghi phạm là HMH, sinh năm 2004, quê quán Bắc Giang. Thi thể nạn nhân trước đó được phát hiện tại một ngôi nhà cho thuê trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Theo ghi nhận, đến 22 giờ tối cùng ngày 19 tháng 2, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường. Nhiều người hiếu kỳ đứng theo dõi trong con ngõ nhỏ. Một số người hàng xóm cho biết, ngôi nhà 7 tầng trong ngõ mới được xây dựng và đưa vào sử dụng làm căn hộ cho thuê, gọi là chung cư mini. Ngôi nhà chưa được 100m², trước đó từng mua bán qua nhiều chủ, nhưng chưa chủ nào sử dụng được lâu dài. Trước Tết 1-2 tháng, căn nhà này đi vào hoạt động. Hàng xóm cho biết, nạn nhân chính là người quản lý tòa nhà này, trong khi đối tượng là người thuê một căn phòng tại đây. Về manh mối vụ việc, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, chưa công bố thông tin chính thức. Tuy nhiên, một số nguồn tin chia sẻ, trưa 19 tháng 2, người dân bất ngờ chứng kiến cảnh sát đến tòa nhà xác minh. Sau đó, hàng xóm chứng kiến cảnh sát hình sự chở nam thanh niên bịt kính mặt và một cán bộ mang mannequin đến hiện trường. Công tác xác minh điều tra diễn ra trong vòng vài giờ đồng hồ. Đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, nhân viên y tế cùng cảnh sát đưa một thi thể từ trong ngôi nhà đi ra xe cứu thương. Chúng tôi thấy trùm bằng vải đen, thi thể nguyên vẹn chứ không như một số thông tin trên mạng, xã hội chia sẻ trước đó, một người hàng xóm thuật lại. Trong một diễn biến liên quan, một nguồn tin tiết lộ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa nay cảnh sát đã bắt được nghi phạm khi đối tượng này đang giữ trong người tấm căn cước công dân của nạn nhân. Từ đó, manh mối về cô gái 21 tuổi mất tích từ hôm mùng 7 Tết được phát lộ. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường nhận định, trong vụ việc này, một số tình tiết đáng chú ý là nạn nhân ra khỏi nhà có mang theo tài sản là xe máy, điện thoại và có thể có tiền trang sức. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ khi phát hiện ra tử thi nạn nhân thì tài sản trên người nạn nhân, các tài sản đã nhận, mang theo và mất tích còn hay không, có dấu hiệu bị tấn công để chiếm đoạt tài sản hay không. Hiện trường có sự vật lộn xáo trộn hay không để xác định động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội và dấu vết để lại trên hiện trường của hung thủ gây án. Nạn nhân là nữ còn trẻ tuổi cũng xác định xem trên cơ thể nạn nhân có dấu vết bị tấn công, bị xâm hại tình dục hay không để xác định nguyên nhân động cơ cũng như dấu hiệu phạm tội về hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân. Một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là cơ quan chức năng tìm thấy xác nạn nhân ở phòng trọ của một người khác. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê trọ ở đây là ai, có mối liên hệ gì đối với nạn nhân, đồng thời sẽ làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc các nền tảng mạng xã hội, sẽ truy tìm điện thoại của nạn nhân, qua đó xác định các thông tin giữa nạn nhân với những người khác cho đến khi nạn nhân bị sát hại. Luật sư Đặng Văn Cường nói thêm, việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ. Hung thủ gây án sẽ phải có động cơ, có thể do mâu thuẫn thù oán, có thể vì muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã sát hại nạn nhân. Cũng có thể hung thủ gây án là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia, chất cấm dẫn đến mất kiểm soát khi thực hiện hành vi. Dù hung thủ là ai thì vẫn phải chứng minh hung thủ có mặt trên hiện trường vụ án tại thời điểm sự việc xảy ra, thời điểm nạn nhân tử vong. Với những vụ việc như thế này thì thông thường đối tượng gây án sẽ bị xử lý về hai tội danh là giết người cướp tài sản hoặc giết người hiếp dâm. Thậm chí có những trường hợp đối tượng bị xử lý cả ba tội danh đặc biệt nghiêm trọng này.
Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định pháp luật. Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, thì hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ là hành vi rất tàn nhẫn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Bởi vậy, đối tượng gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội, luật sư Cường nhấn mạnh. Ngày 20 tháng 2, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với HMH, sinh năm 2004, quê Bắc Giang, về tội giết người và cướp tài sản. Đối tượng H là nghi phạm sát hại chị Lê Thị Thùy Linh, sinh năm 2003, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị Lê Thị Thùy Linh về việc không thể liên lạc được với chị này. Theo thông tin từ gia đình cung cấp, chị Linh rời nhà từ chiều ngày 16 tháng 2. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Đến chiều ngày 19 tháng 2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một căn chung cư mini 6 tầng ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cùng ngày, Công an Hà Nội bắt giữ nghi phạm gây án.